Thư Game Binh đây, xin chào các bạn. Vâng, Dan Dede Simulator đã ra phiên bản mới ngày 1 tháng 10. Nhưng mà do cái update lần này là một cái update mini các bạn ơi. Nó chỉ ra những cái yếu tố bé như hạt cát. Thế cho nên là mình đành phải kết hợp giữa giới thiệu cho các bạn những cái mới và thực hiện yêu cầu của các bạn. Rồi, thì bây giờ là mình đang đợi Osana với Daibaru. Cả hai đi đâu rồi? Vẫn chưa thấy xuất hiện các bạn ơi. Bấm nhanh tí để xem nào. Rồi, mình sẽ đợi cho Daibaru với Osana đứng ở trong cái sân vườn. À, đây rồi các bạn ơi. Mình phải đứng trước. Để lỡ có gì mình nói nhiều quá không kịp các bạn. Rồi, kết thúc cả cái câu chuyện này luôn. Xong chưa? Rồi, xong rồi các bạn ơi. Thì ở hiện tại nhá, nếu mà chúng ta chụp ảnh của Osana như thế này thì Daibaru cũng sẽ đứng ở phía sau các bạn ơi. Đấy, để chụp ảnh cùng với lại Osana. Đấy. Thì đây chính là một cái yếu tố update mới ở trong phiên bản lần này. Rồi. Tiếp đến là một cái mã mới. Vâng, hồi nãy là mình thử gõ rồi nhưng mà mình gõ sai các bạn ơi. Mình không nhớ nổi cái từ này. Vâng. Bằng một cách nào đó thì đây các bạn ơi. Nếu mà mình gõ cái lệnh, mình sẽ để trên màn hình nhé. Gõ cái lệnh này ấy, thì Senpai sẽ trở thành một cái nhân vật rất là kỳ lạ. Sao sao Senpai? Đợi tí mình sử dụng bow mod nhé. Nhưng bây giờ Senpai đã trở thành một cái nhân vật mới rồi các bạn ơi. Đây. Mình sẽ đặt Senpai ở chỗ này. Không thể quan sát được các bạn ơi. Đây, Senpai đang ngồi đọc sách. Bây giờ thì mình thử đổi cái kiểu dáng khác xem như thế nào. Thử đổi kiểu dáng xem. Vẫn ngồi đọc sách là như thế nào. Hãy dừng lại tất cả đi, đừng có đọc sách nữa. Tự tiện lựa cái đi xem. Vẫn cầm sách các bạn ơi. Đây, nhưng mà như thế này thì dễ xem mặt hơn. Đây, mình không biết là nhân vật này là lấy từ đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta nhấn cái lệnh này thì chúng ta sẽ có một cái nhân vật mới các bạn ơi. Đây, nhưng mà đây vẫn là senpai đến gần thì vẫn là như thế này. Vâng, và bây giờ là sẽ đến animation mới của robot. Chọn một ai đó. Chọn Amai đi. Vẫn là Amai các bạn ơi. Đây, bây giờ robot của chúng ta là đã có animation mới rồi. Để cùng xem coi đó là animation như thế nào. Nhanh thế. Mai đây ở đâu thế nhỉ? Cái gì vậy? Cái quái gì lỗi rồi các bạn. Ấy khuôn mặt này của Amai rất là quen các bạn ơi. Amai là như vậy đó rồi. Tại sao lại bị lỗi này ta? Hay là do mình lát lại cái file cũ.
thử một ai đó khác nhé. Rồi, thử qua Osana nhé. Bắt đầu di chuyển rồi. Cứ tưởng là không di chuyển chứ. Bây giờ mình đi tìm Osana trước đi. Đúng rồi, Osana là ở tầng thứ hai này, là ở trên sân thượng. Đây, nói chuyện với lại Raibaru. Nhanh lên nào. Đây, có animation đang quay đây. Vâng, và sau đó sẽ nhìn chính cái trái tim mà đã bị moi ra của bản thân. Đấy, animation mới là như thế các bạn ơi. Hồi nãy chắc chắn là do Amai đang đứng ở trên cầu thang ấy các bạn, cho nên nó sẽ bị lỗi. Như vậy là chưa gì hết nhá. Mới cay các bạn update vào thôi là mình đã phát hiện ra là có lỗi rồi. Thế mới thua. Rồi. Bây giờ là đã xong cái phần giới thiệu về những cái yếu tố mới rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần thực hiện yêu cầu nhé. Vâng, yêu cầu đầu tiên của chúng ta là có bạn nói là khi xưa thì có một cái búp là khi mà chúng ta trở thành Whitmore ấy là chúng ta hãy kết bạn được với học sinh. Nhưng mà không biết là bây giờ còn làm được hay không, cho nên bạn ấy kêu mình làm thử. Đấy, thì bây giờ mình sẽ trở thành Whitmore nhé. Rồi, thử xem là trong cái mod này chúng ta có thể trở thành bạn của học sinh không. Học sinh đâu rồi ta? Giờ này là ở tầng này là sẽ có Akane. Akane không biết là ở đâu rồi. Ở kia rồi, Kuroko. Tùy tiện thôi, kết bạn thử xem có được hay không. Thôi, làm cái tag xong cái là các bạn ơi. Ít nhất thì chúng ta có thể nói chuyện được và làm được cái tag. Không biết là bình thường có làm được hay không. Nói vật là cái tag rất là quen thuộc này. Học sinh thì mình không biết là danh dev có đang thực sự là làm cái phiên bản mà giúp chúng ta có thể và được hồi sinh hay không, tại mình nghe nói là dừng lại rồi. Ơ? Được à? Ê? Thật sự làm được à? Ê, cái này không được sửa lại các bạn ơi. Mình cũng không biết ở đây có phải là một cái búp hay không. Đại khái là chúng ta thực sự là có thể làm được như thế này. Và nghe nói là khi mà chúng ta mà đưa được học sinh về nhà ấy, thì lúc mà xuống tầng hầm nó sẽ xảy ra một cái gì đó. Rồi thử xem nào. Rồi. Đây, thử xem nào. Bỏ được vào luôn các bạn ơi. Ê, không thể nào. Chúng ta thực sự có thể làm được. Một cái yêu cầu mà rất nhiều bạn đã bảo mình làm, nhưng mà mình toàn làm thất bại không. Mình đã thử follow một người khác xong rồi tấn công học sinh này nọ các thứ, làm rất là nhiều. Nhưng mà không được cho đến khi mà chúng ta trở thành Whitmore. Đùa à? Chỉ đơn giản như thế thôi sao? Rồi, bây giờ mình sẽ trở về nhà để xem thành quả nó như thế nào nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xuống hầm nha. Để xem là như thế nào.
Gì đó? Đúng là nhìn lộn xộn thật. Đây, khi mà chúng ta gian lận và tìm cách để mà có thể đưa được học sinh về thì trông sẽ như thế này các bạn ơi. Đấy, trông sẽ như thế này. Rồi, mình còn không thể nào phân biệt được đây là ai nữa cơ. Rõ ràng là đưa Kuroko về nhà nhưng mà bây giờ là... trên tay hiện cái chữ gì thế, không đọc được. Ôi, có khi nào học sinh không phải là người không, mà thật sự là những cỗ máy được tạo ra bởi tập đoàn Psycho thôi, thế cho nên mới có thể mạnh như thế. Nếu chúng ta không sử dụng chip thì không thể bắt được về luôn. Ở đây có gì không? Ở đây cũng chưa có gì mới cả. Ở đây rất là giống cái này các bạn ơi. Đúng là bí ẩn thật. What are you doing? Don't come any closer. Stay away. Stop. No. Đến với lại yêu cầu cuối cùng trong video lần này thì có một bạn đã yêu cầu mình là tạt nước vào một học sinh nam, sau đó thì nhanh chóng bay vào nhà vệ sinh nam thì nó sẽ xảy ra một cái búp ở trong đó. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhé. Lần này có vẻ hơi nhiều búp một tí. Học sinh nam thì tùy tiện ai cũng được, kêu gì đi. Rồi, không biết là kêu gì có bị dính nước hay không, mình sẽ chuẩn bị sẵn nha. Did someone really just throw water on me? Why would someone do this? KZ đã bị dịch nước rồi. I can't go to class. Mình sẽ chạy vào trước nha. Đây, nhà vệ sinh nam đây. Chỉ có cách này chúng ta mới thể vào được thôi. Xem có cái gì ở đây nè. Không biết là KZ vào chưa, KZ lâu thế. Mình bay thẳng vào cho nên rất là nhanh các bạn ơi. Như vậy là vẫn quá chậm. Ở đây, kêu gì đây? Ôi. Đùa. Cái búp này thực sự khá là đáng sợ các bạn ơi. Em nghĩ chắc là các bạn chỉ thấy được cái mặt thôi. Sau khi thay đồ xong thì mọi thứ trở lại bình thường các bạn ơi. Bên nam là nói chung danh đẹp không có che bất kỳ cái gì cả các bạn ơi. Khuôn mặt cũng trở nên rất là kỳ lạ. Đúng thật là bốc thật các bạn. Mình nghĩ là chắc là do cái này là do danh đép lừa biến thôi, không chịu làm cẩn thận ở bên nam. Tại bên nữ thì mình mới vào được thôi. Ở bên đây bị chặn lại rồi, không vào được cho nên là như vậy cũng chẳng sao. Rồi, như vậy là vừa rồi chính là những cái mà chi tiết trong phiên bản update mới lần này, và cũng như là những cái yêu cầu của các bạn. Thì mình thấy là những cái yêu cầu về búp rất là thú vị, cho nên là nếu mà bạn nào tìm thấy những cái búp khác thì bình luận bên dưới để mình thử làm nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thích video này hãy bỏ cho mình một like, đăng ký cho các bạn mới, đừng quên lấy cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ mình. Nếu các bạn không biết bình luận cái gì bên dưới thì bấm chấm như vậy chị đã xem hoặc chữ icon để ghi vào tim cho các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.